Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 4, thông tin tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15, khóa 11, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, trong đó có vụ mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhân Trạch. Theo Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, trong vụ việc này, các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước, trong số hơn 100 kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng nhưng người trong cuộc không cập nhật thiếu cảnh giác, thông tin trên được đăng tải trên báo Nhân dân. Thủ đoạn lừa đảo mà tội phạm hay dùng nhất là giả danh công an, cán bộ thuế rồi liên lạc qua điện thoại để xử lý thông tin tố giác tội phạm. Do đó khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự thì mọi người phải lập tức báo cho cơ quan công an không để các đối tượng lợi dụng. Liên quan đến vụ việc trên mới đây, cổng thông tin chính phủ đưa tin, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch, bị lừa đảo lấy đi hơn 171 tỷ đồng trong tài khoản. Đoàn công tác yêu cầu tỉnh ủy Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Trước đó tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào ngày 26 tháng 3, đại diện cục cảnh sát hình sự và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo số tiền lớn trong tài khoản. Theo đó, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đơn vị chức năng của Bộ Công an đang cùng công an địa phương tích cực điều tra làm rõ. Theo thông tin bước đầu từ cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và tự xưng là người của cơ quan bảo vệ pháp luật. Sau đó nhóm này thông báo bà Nguyễn Thị Giang Hương có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật. Nhóm lừa đảo yêu cầu bà Nguyễn Thị Giang Hương mở tài khoản để chuyển tiền rồi nhanh chóng xâm nhập vào tài khoản của bà Hương để lấy tiền. Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc đoàn luật sư Hà Nội người được ủy quyền đại diện cho gia đình anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành Đồng Nai, làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, luật sư Thơm là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Đức trong suốt quá trình giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Luật sư Thơm cho biết Bước đầu tôi đã làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và nộp đơn theo đúng quy trình thủ tục. Hiện cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Long Thành để điều tra. Trước đó, gia đình Anh Đức nhận thông báo của cơ quan huyện Long Thành, nội dung là việc khiếu nại của gia đình Anh Đức thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vì vậy, Công an huyện Long Thành đã chuyển tố giác kèm theo tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để giải quyết. Như đã đưa tin, sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức đến làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo giấy báo tử của Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp tổn thương phần mềm đùi phải trái. Liên quan đến vụ việc, công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và điều tra viên Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Long Thành. Đây là hai cán bộ triệu tập và làm việc trực tiếp với anh Vũ Minh Đức. Vụ việc xuất phát từ sự mất tích kỳ lạ của hai cháu M và L vào tối ngày 3 tháng 4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, hàng đêm dẫn theo bốn con của mình, lớn nhất 10 tuổi và nhỏ nhất 9 tháng rưỡi đi theo bán kẹo cho du khách ở phố đi bộ để kiếm sống. Tối ngày 3 tháng 4, trong lúc bán hàng, chị Chi gặp người quen cách đó 100 mét nên để bốn con chăm nhau. Ít phút sau, chị Chi quay lại chỉ thấy hai con, còn m và l đã biến mất chị chi nháo nhào đi tìm một số người dân nói rằng thấy hai cháu gái dắt nhau đi vệ sinh gần đó và chỉ hướng đi của hai cháu nhưng chị chi tìm không thấy được biết người chồng rời mấy mẹ con chị chi cách đây không lâu và năm mẹ con quen sống cảnh đường phố về đêm nên có nhiều thông tin về sự thất lạc của hai cháu có người cho rằng người cha ruột của hai cháu đã bí mật tiếp cận dẫn con đi để nuôi dưỡng tuy nhiên sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng Chị Chi mới trình báo Công an phường Bến Nghé, quận 1, xác định tính chất nghiêm trọng nên vụ việc được báo cáo Công an quận 1 và Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Một số trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin và báo chí đã đăng tải nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai cháu gái mất tích kỳ lạ giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất nghiêm trọng nên lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương vào cuộc, chạy đua với thời gian bằng mọi giá tìm thấy hai cháu một cách sớm nhất. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phòng nghiệp vụ vào cuộc phối hợp cùng Công an quận 1 để nhanh chóng truy tìm hai cháu. Công an đã trích xuất nhiều camera ở các hướng xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường xung quanh, nhận diện được một phụ nữ trẻ có nghi vấn tiếp cận hai cháu. Trưởng Công an quận 1 cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của ban giám đốc Công an thành phố, hơn 200 cán bộ chiến sĩ của Công an quận 1, phòng cảnh sát hình sự đã được huy động vào cuộc. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera ở nhiều địa điểm lực lượng công an đã xác định rõ hai cháu đi theo một người phụ nữ trẻ. lực lượng công an tập trung rà dựng lại quá trình di chuyển của người phụ nữ này cùng hai cháu để khoanh vùng. Được biết, nghi phạm còn trẻ nhưng hành động khá tinh vi khi tiếp cận hai cháu ở một khoảng cách nhất định để rủ rỗ. người này thoát ẩn thoát hiện, lúc thì đi bộ dẫn hai cháu nhưng có lúc đón taxi công nghệ để đưa hai cháu di chuyển. dù dấu vết mờ nhạt, việc dựng lại quãng đường di chuyển của hai cháu và nghi phạm rất khó khăn. Đó là chưa kể động cơ vụ bắt cóc chưa rõ ràng, hai cháu có khả năng gặp nguy hiểm. Lúc này, hơn 200 cảnh sát ngày đêm lần tìm các manh mối, chạy đua với thời gian, quyết tâm truy tìm ra tung tích, sớm giải cứu các cháu. Lực lượng công an đã khoanh vùng được địa điểm giữ hai cháu là khu trung cư cao cấp Sài Gòn Pơn, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, đồng thời xác định nghi phạm là người phụ nữ trẻ Phạm Huỳnh Nhật Vi. Khi đã chắc chắn hai cháu đang có mặt trong căn hộ của nghi phạm Vi tại tầng 10, tòa tháp Ruby khu Sài Gòn Pearl. 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, lực lượng công an đã ập vào giải cứu và tiến hành tạm giữ nghi phạm. Vụ giải cứu thành công chỉ sau 42 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo về vụ mất tích. Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho hay, qua điều tra xác định nghi phạm Vi đã tiếp cận hai cháu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối ngày 3 tháng 4, dùng thức ăn, tiền bạc để dẫn dụ các cháu. Vi dẫn hai cháu đi bộ qua nhiều con đường, từ quận 1 sang quận 8, rồi bắt taxi công nghệ đưa về căn hộ ở khu Sài Gòn Pơn. Tại đây, vì tiếp tục dụ dỗ bằng thức ăn để giữ hai cháu lại, khiến cả hai không phản ứng, quấy khóc cho đến khi lực lượng công an ập vào giải cứu. Trung tá Dũng thông tin, đến nay xác định một mình Vi thực hiện hành vi, chưa thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm. Quá trình giữ hai cháu tại căn hộ, Vi vẫn lo ăn uống và không có hành vi sử dụng vũ lực. Ngay sau khi giải cứu thành công, lực lượng công an cũng đã đưa hai cháu đi giám định sức khỏe, Kết quả cho thấy hai cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Niềm vui vỡ hòa, chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, mẹ nạn nhân, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi nhận lại các con. Khi hay tin cảnh sát tìm được con, tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn các anh đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cháu. Bước đầu Vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng không có con, do đó Vi muốn đưa hai cháu trên về để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đây là lời khai ban đầu của nghi phạm Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thông tin về động cơ gây án của Vi vì cần thời gian xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan. Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các cháu chưa có khả năng xử lý tình huống, chưa tự bảo vệ bản thân, do đó gia đình cần hướng dẫn cho các con kỹ năng để xử lý khi bị dẫn dụ hoặc đi lạc. Đặc biệt, khi đưa các cháu đến khu vui chơi giải trí, khu vực công cộng, phụ huynh cần để mắt bảo vệ con em mình và đặc biệt lưu ý khi xảy ra sự cố cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời can thiệp. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục An ninh điều tra A09 đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ án liên quan đến công ty Xuyên Việt Oi. Như vậy, vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi và một số cơ quan tổ chức liên quan hiện có 14 bị can, nhiều người trong số này là các cựu quan chức cấp bộ ngành địa phương. Hôm 21 tháng 12 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, sinh năm 1963, thứ trưởng Bộ Công thương về tội nhận hối lộ theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự theo bộ công an việc khởi tố ông đỗ thắng hải có liên quan đến quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa vào nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, ông Đỗ Thắng Hải cùng nhiều lãnh đạo khác của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 bị xác định có những vi phạm khuyết điểm trong tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, lập thẩm định phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do AIC thực hiện. Trước ông Đỗ Thắng Hải, ngày 14 tháng 12 năm 2023, Cục A09 Bộ Công an áp dụng biện pháp tố tụng tương tự đối với bị can Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Mới đây, A09 khởi tố thêm Vũ Trung Thành, Giám đốc Việt Tin Banh chi nhánh Thanh Xuân về hành vi đưa hối lộ. Ngoài những cá nhân trên trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, A09 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam hàng loạt cựu cán bộ thuộc Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh gồm Đặng Công Khôi phó cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, Hoàng Anh Tuấn phó vụ trưởng vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương, Lê Duy Minh giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, nguyên cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trần Duy Đông, nguyên vụ trưởng vụ thị trường trong nước, phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương. Bên cạnh đó còn có các bị can Phan Kiến Anh, giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn, Đồng Xuân Dũng, lao động tự do. Về phía công ty Xuyên Việt Oi, cơ quan điều tra khởi tố hàng loạt lãnh đạo nhân viên doanh nghiệp này, điển hình như Mai Thị Hồng Hạnh giám đốc, Nguyễn Thị Như Phương phó giám đốc, kế toán trưởng Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Long trưởng phòng kinh doanh hay như bị can Nguyễn Văn Thắng là phó giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty Xuyên Việt Oi. Theo kết quả điều tra, Cơ quan điều tra A09 xác định các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua quản lý sử dụng tài sản công, các bị can đã không nộp tiền vào tài khoản theo quy định, họ dùng thủ đoạn gian dối lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt cho mục đích cá nhân gây thất thoát cho nhà nước.